Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, nguyên là cán bộ ngân hàng VP Bank Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, bước đầu làm rõ. Trong thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 7 năm 2020, đối tượng đã lợi dụng công việc là nhân viên phòng kinh doanh VPBank chi nhánh Hà Tĩnh, chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.